Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp theo đề nghị của Chính phủ. Chính phủ khẳng định, thị xã Hồng Ngự nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh. Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tâm nguyện của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.